Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách làm món nộm bạch tuyết nhé. Để làm một nộm bạch tuyết thì rất đơn giản, các bạn cần chuẩn bị cho mình một củ đậu này, 50g dừa sợi này, củ đậu các bạn cho mình 300g nhé, một ít vừng trắng các bạn rang lên cho mình cho thơm nhé, vài tép tỏi, ớt, chanh và hai thìa canh đường nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ làm cho mình cái phần củ đậu nhé. Củ đậu thì mình sẽ gọt vỏ đi, sau đó thì mình sẽ cắt thành từng miếng nhé, vừa ăn với gia đình nhà mình. Ăn củ đậu nó có độ ngọt mát của củ đậu các bạn ạ, rất chi là dễ ăn, kể cả chúng ta ăn bình thường không thôi, mình cũng thay một loại rau sống là được, thay rau sống để mình ăn nhé. Hoặc là mình làm lộn như thế này thì nó dễ ăn hơn nữa. Mùa hanh khô ấy thì có được những cái đĩa củ đậu làm lộn như thế này ăn cơm rất chi là ngon nhé. Và bây giờ thì chúng ta ăn cơm thì ít, chúng ta chỉ ăn những cái loại rau củ quả thôi, nó sẽ dễ ăn hơn rất nhiều mà lại đỡ bị khô da, nó cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể chúng ta nhé. Củ đậu nó chứa rất nhiều nước ạ. Mình sẽ rửa sạch cái phần củ đậu này đi. Sau khi củ đậu mình đã rửa sạch rồi, bây giờ các bạn sẽ thái cho mình cái phần củ đậu này ra. Mình dùng dao mình cắt cái phần củ đậu ra thành từng miếng ra nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô và mình sẽ thái phần củ đậu cho vào cái tô ấy. Mình dùng thao dao giấy sắn này để cho nó có cái hình sắn sắn dân cư ấy, để nó nhìn nó đẹp nhé. Các bạn mà ăn nhiều ấy thì chúng ta có thể làm với số lượng nhiều nhé. Mình đừng thái củ đậu mỏng quá để cho nó còn giữ được độ ngọt của củ đậu nhé. Một củ đậu như vậy khi mình thái ra là đã được một đĩa rồi các bạn ạ. Để củ đậu này ngấm gia vị thì các bạn cho mình vào đây một canh nhé. Thì cà phê. Mình trộn đều lên cho khi chúng ta làm lộn thì có một chút chua, ngọt, mặn và cay nhé. Các bạn băm cho mình vài tép tỏi này ra. Mình lại cho luôn vào bát đường nhé, mình hòa hợp này và ớt, tùy theo các bạn ăn ớt nhiều hay ít nhé, mà mình cho ớt nhé, mình di cái quả ớt này để cho nó cái phần hạt đấy, mình sẽ loại bỏ ra hạt ớt, mình sẽ tách bỏ phần hạt ớt đi thì nó sẽ đỡ cay nhé. Khi
khi tách bỏ xong phần hạt ớt rồi thì các bạn sẽ thái ớt ra cho mình. Chanh, các bạn vắt cho mình một thìa cốt chanh nhé. Mình chỉ cần 1/2 quả chanh này là mình đã được một thìa cốt chanh tha hồ đầy rồi. Bỏ cái phần hạt chanh này đi. Các bạn cho mình một chút mắm cho nó thơm nhé. Nước nộm nên là thìa cà phê và thìa canh mắm. Đây là phần nước nộm của mình nhé. Mình sẽ hòa tan cái hỗn hợp này lên, sau đó thì mình sẽ cho vào bát củ đậu ạ. Rồi bây giờ mình xem là cái phần củ đậu đã ngấm gia vị chưa nhé. Rồi, ngấm một chút muối rồi ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào. Trước khi cho hỗn hợp thì các bạn sẽ cho mình 1/2 số dừa sợi nhé. Mình dùng 50g dừa các bạn ạ, với 300g củ đậu nhé. Trộn đều cái hỗn hợp này lên nhé. Trộn xong rồi thì các bạn để cho mình 10 phút để cho nó ngấm gia vị vào. Sau đó thì mình sẽ cho ra đĩa nhé. Là có thể thưởng thức món nộm Bạch Tuyết. Sau khi mình để cái phần nộm củ đậu này được 10 phút các bạn nhé. Vậy bây giờ mình đảo lên kiểm tra lại nhé. Gì là ngon này. Mình sẽ cho vào đây một chút vừng. Chua, cay, mặn, ngọt. Với mình ăn như thế này nó rất chi là hợp rồi. Khi chúng ta làm món ăn ấy, thì trước khi cho ra đĩa thì các bạn phải kiểm tra lại xem gia vị đã hợp với gia đình nhà mình chưa nhé, khẩu vị ấy. Nếu mà không hợp ấy, thì chúng ta kiểu thiếu mặn hay thiếu ngọt hoặc là thiếu chua thì chúng ta có thể bổ sung vào để cho nó hợp nhé. Mình cho ra đĩa này. Rất chi là ngọt mát ạ. Ngon ngon của củ đậu và dừa các bạn nhé. Thơm của vừng. Cay cay ngọt ngọt của đường, ớt. Rồi, và cuối cùng mình sẽ rắc thêm một chút vừng trắng lên nữa. Một món ăn rất chi là hấp dẫn ạ. Thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ,
Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình ạ. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món nộm bạch tuyết nhé. Chỉ trong một lúc thôi là các bạn đã có một món ăn rất chi là nhẹ nhàng và ngon.